khuyên mong cho con lớn sẽ lên người thân mẹ gầy nào có xả gì đâu. Rồi sáng hôm nay lần đầu tiên con làm được chủ tiền, con được gửi về nhưng con biết gửi về đâu. Vâng con ông ơi, ngay đây phút này đây, mẹ và ba em đang ngồi ở đây được ám thờ với di ảnh của em. Ca sĩ Dương Ngọc Thái sẽ thay em hát vang bài ca này để tâm tình cùng mẹ, cùng cha. Nhạc khúc Quà Muộn Màng Cho Mẹ, ca sĩ Văn Quang Lâm sáng tác, có tiếng hát ca sĩ Dương Ngọc Thái. Chúc sự đồ quan là người thầy đầu tiên của nhóm và xem năm anh em chúng con như lần đầu một nhà. Tụi con được sống chung với nhau như những người anh em thật sự. Anh Long là người thứ tư và con là anh út trong anh nhà. Và được anh Long hết lòng yêu thương và nâng đỡ trong những ngày đầu vào nhớ. Con người anh là một người sống rất chân hòa tình nghĩa và ai cũng thương mến anh. Nhớ nhất là những buổi anh hay đổi đàn guitar cho con cùng tất cả những người em trong nhớ được hát. Mới đây thôi, anh còn có gọi điện về để chia sẻ hỏi thăm gia đình, công việc, còn hẹn sẽ có ngày anh em được tái ngộ. Vậy mà cô thường thật đáng sợ. Kính thưa anh, xin anh hãy yên lòng an nghỉ. Em và những người hâm mộ anh sẽ nhớ mãi những bài ca mà anh đã từng hát, những hình ảnh, những ánh mắt và nụ cười của anh. Con xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy và xin gửi lời chia buồn đến gia đình bố mẹ. Cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị khán giả trong và ngoài nước đã luôn yêu mến và đồng hành với nhau trong suốt những năm qua. Để từ xưa, tôi xin hát theo lời của Hoàng Anh ca khúc Bước Vào Thế Giới để tạo lòng yêu thương và mạnh mẽ cho đời.